Bây giờ mình di chuyển vô trong đây là anh em cho nó mát mát chút rồi. Mát được. Mấy anh em xây dọn trong cái bụng mát để chia sẻ qua. Hôm nay này chị Lô đang ở đây ba mình xin chỉ nó bò thú vị vậy mà. Chị Lô đang ở đây ba Nó tao bay đi. Nó gớt từ cây gớt xuống là coi như là xong. Dính vô cái mỏ là coi như là nay chưa bất giới. Em có muốn ngồi không? Cái điện thoại mà nhìn cái ống kính của kim cương lắp đầy luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Ghê quá trời ghê. Sò hộp ơ không. Ủa, ca sĩ chị lấy cái đá anh cho miếng. Ca sĩ Hồng Ơ là ai? Mơ vợ anh Sang. Hồng Ơ vợ anh Sang. Rồi, giờ mới có anh này Độc Lạ Bình Dương nha. Anh đem cái vít cho gió. Vít cho gió. Còn vít cho gió sao gì? Không phải taxi muội. Chứ không phải là vít cho gió, làm cho vít. À, thực phẩm chức năng hả? Dạ rồi, sẽ cập nhật trên trang fanpage nha cô chú anh chị nha. Phở bò 155. Nha. 155. Qua phở bò nha, phở bò của shop Bun Bun nha. Hồi nãy có mấy cô á vô bên bếp em hỏi chị bán cái gì em cũng biết sao chứ nói nữa. Rồi giờ chị quảng cáo rồi chị, 1 phút bao giờ chị nói luôn đi chứ sao em nói gần được. Gì chị nói đây mấy cô chú coi. Nhắn tin bên đây rồi sao chắc đơn cũng được. Một ăn xanh khoai lang đã hết. Khoai lang hôm nay là còn tấn mà trong ngày hôm nay là hết nha cô chú anh chị nha. Không, trời ơi biết không. Cái gì mà mỹ phẩm gì á? Mỹ phẩm á mình qua bên shop bên chị giới thiệu shop Bun Bun đi. Shop Bun Bun nha cô chú anh chị ơi, qua fanpage shop Bun Bun giùm con đi. Bên đó hình ảnh đồ này kia nó đầy đủ hơn, bây giờ nói mình không có hình dung ra nổi đâu. Rất là nhiều. Số điện thoại chị nha, số điện thoại mình mở chi nhánh 3 chị. Trời ơi. Có hai cái em muốn sự cái đầu chị nhanh bà thì cũng phải từ từ phải lòi ra chứ đâu mà dữ vậy chị. Như là cứ tiểu đi cô chú anh chị ơi, đây là buôn bán shop trang shop của chị Lan nha, có 15.000 follow á cô chú. Cái YouTube anh đừng có để lộ số tài khoản nha. Nó quét số tài khoản là nó quét mà mình dạ chị ơi, chị muốn mua mỹ phẩm thì qua cái fanpage shop Bun Bun giùm em nha chị nha. Fanpage shop Bun Bun giùm em nha. Yêu dâu. Trời ơi, bấm nó nhảy gì không vậy? Ngồi bên lon gài cho nó mát hả? Ủa, mình có đem cái mình có đem cái quạt nhỏ nhỏ không? Mình thổi cho nó mát xíu rồi lát hồi nó tự nhiên nó lướt bóng. Cái quạt nhỏ để lát quạt nhỏ cho nó đỡ nó nóng là tắt. Rồi gần gần đây nè, tao quay cái dính chùm luôn. Hơi nóng lùng gì động. Dính chờ nè. Em để thêm hai bàn lấy cái nó cao lên nè. Lấy cái dù bự đi. Rồi hả người ngầu chưa? Đó chị em con lên nè cô chú ơi. Mới ăn khoai lang ngon quá. Dạ cảm ơn chị nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ khoai giải cứu khoai giùm con nha. Cái dù gà cái chú tiểu. Cái dù bự đó thôi. Rồi số điện thoại chốt đơn của shop Bun Bun là 0938091095 nha cô chú anh chị ơi. Chỉ có một số đó thôi nha. Số thứ hai okay, okay, không phải nha. Bạn lấy cho. Mình mua hàng vào shop Bun Bun hoặc là shop Hồng Loan mua giùm con nha cô chú anh chị. Đặt bên này là coi như là không biết ai nhắn tin luôn á. Shop thứ ba tên kèn kèn, shop thứ ba tên nghe kèn chắc bán bia với nước ngọt. Ờ vậy mình chị cũng nghĩ ra đó hả chị. Chứ giờ là đồ ăn bán rồi nè, túi rồi luôn nè. Trời ơi, bán chị rồi. Mà bán bia nước ngọt. Bán giờ có bia, bia, bia đá, đá đồ coi là chưa có đó. Bán điện thoại. Hả? Mở bán điện thoại. Không, đâu không chơi tới đó đó đâu. Nặng lắm. Cái quần áo đi. Nếu mà lon bán bia nước ngọt thì ai xin bán đá. Chị xuống chứ, mình mở quán trà sữa đi. Thôi, từ từ khoai lang bao nhiêu? Dung tỷ 1 ký là 35.000 mà 10 ký là tặng 2 ký nha. 10 ký tặng 2 ký, 5 ký tặng 1 ký. Mà nhắn tin bên shop Hồng Loan dùm cho con nha cô chú anh chị nha. Mình mua đồ ăn, mua khoai thì qua bên shop Hồng Loan, còn mình mua mỹ phẩm hay túi sách này kia là bên shop Bun Bun. Qua fanpage ở phở bò giùm con nha cô chú anh chị nha. Qua phở bò giùm con nghe. Rồi mình đừng có thả cái ai sình quá nha cô ơi. Đây đâu rồi anh chồng nó đi đâu rồi. Ủa kìa đây, đây anh Hải anh đang ngồi đây. Được có cái tên là mệnh danh là Hải Thầm đó cô chú anh chị. Thầm lặng im lặng hoài luôn đó. Hải ngồi báo gì cho kìa con lành chưa.
Đây anh Hải đây. Nhìn ít cement ghê không? Có đặt 3 kg mấy ngày mà không thấy chạy. Chị ơi, nhắn tin qua fanpage nha, đừng có nhắn tin qua phở bò nha. Phở bò. Rồi cuối cùng là fanpage ha, phở bò chị. Phở bò của shop Buôn Buôn hoặc là shop phở bò của shop Hồng Loan. Còn mà cái phở bò đó là mình đừng có nhắn bên cái trang cá nhân. Nhắn bên cái kia kìa. Phở bò ha, bún bò. Hủ tiếu Nam Giang. Hủ tiếu Nam Giang hả? Ghê quá, ghê quá. Còn bún bò chứ bún bò là không có được. Hủ tiếu Nam Giang. Ủa sao mỏi tay? Mỏi xuống đi. Mỏi tay. Mỏi luôn. Ờ rồi mấy lớn không hết rồi. Cái nhỏ nhỏ, rồi. Cỡ nhỏ, nhỏ này có người coi à. Cỡ luôn rồi. Lại thêm có người coi. Đúng rồi, mà sao khen khen là bán bia rồi. Sao như chồng ở chỗ nổi lên đó. Mấy ngàn người ở trong á. Dạ anh chị ơi, nhắn tin qua phở bò giùm em nha. Đừng có nhắn vô trang cá nhân, nhắn bên phở bò bên kia á. Trang ấy nha, trang bán hàng á đó. Tại bên cá nhân bây giờ nó lọt qua nhiều lớp quá, không có thấy được tin nhắn của ai hết trơn luôn. Phải vô chồng lấy ra. Đây có con cây rồi, đứng che chị. Hả? Chỗ đó là mắc ngự rồi đó, em khỏi che cũng vẫn má. Lấy tiền rồi thì chỉ có nhiêu đó rồi đó. Sao hai anh chị không ra chung cái MV đi? Nghe nói ra MV nè đó. Hai lần ra MV luôn. Ủa, bộ phim yêu lần nữa chừng nào chiếu rồi có dạ, chị cảm ơn không? Hùng Đăng hả? Yêu lần nữa chừng nào chiếu vậy? Yêu lần nữa là gì? Bộ phim á. Bộ phim của bên đài chị Hĩnh Long lâu mà qua Tết hay gì á. Đó phim bộ rồi. Ừ. Có chị đóng không? Không em. À, bữa là tại vì yêu cậu chủ cho nên là chị ve liền. Ve liền. Ve liền ha. Ve liền đâu yêu ai được. Hải Phòng nè. Anh cái bên anh căng quá. Căng quá. Căng cái đi vô đóng phim nó căng dây não luôn. Nhưng mà mình có mua vé xem kịch của bên chị Bích Trâm với Ninh Tý. Anh Ninh Tý thì qua bên trang của anh chị mua vé ủng hộ nha cô chú anh chị ơi, từ mùng 1 đến mùng 9 nha. Phim sáng đèn của em là mùng 1 Tết là phim dạ. Phim rạp luôn hả? Ừ. U hay ta. Phim điện ảnh mùng 1 Tết. Đây coi nha mọi người. Anh Hai Vũ Lưng thì dạ. Có xuất hát mùng 7. À, đúng rồi, Tết nói chung là anh chị em là lo bào dữ lắm. Kinh điển của chú Năm ngày xưa. Công chúa Đồ Lư. Dạ. Trong một trong những vở tuồng nổi tiếng của chú. Dạ mình IP mình nhắn tin bên phở bò giùm con nha, mua hàng mình nhắn tin bên phở bò giùm con nha, trang bán hàng của shop Bun Bun hoặc là trang bán hàng của shop Hồng Loan nha cô chú anh chị ơi. Rồi anh bán gì em nói đi trời. em bán thầm lặng. Bên kia là đắt dữ lắm đúng không? Em bán giày da. Không hề ế nha, cặp da đắt đâu mà đắt. Ế nhẹ. Sản phẩm bên shop mới mình nè, sơ sơ bên đó túi sách ha, là em thấy bên kia là gì kiểu kìa, anh đang đeo túi cá sấu kìa, chưa có đồ nhiều nên chuẩn bị đồ nhiều mới lại nha. Bên sắp tới là mình kinh doanh gì đó, Vĩ Nam bao nhiêu, Vĩ Nam nhiều loại lắm chị yêu ơi, trên nịch với Vĩ Nam. Cái này là ba lô nè. Cái đó khoảng bao nhiêu? Có ba nhiêu. Chỉ có ba cũ thôi. Chỉ có ba cũ thôi. Cái này là ba lô da. Ba cũ là 3 triệu. Da nha. Trời ơi. Giờ anh chắc có bán luôn không? Hả? Giờ có bán luôn cái đó không? Có. Nói chung là bây giờ vẫn shop vẫn còn 2-3 mẫu nhưng mà. Ý là bây giờ có bán cái này không? Không. Cái này bán rồi sao sách về? Không biết không bán là không hỏi đó. Nè sách mình đi Long đi về. Ở trong đó văn tập trong đó đó. Ưng rồi. Không có bán trong đó. Cái này ưng rồi không có bán. Trời không đẹp nhất. Nói chung là vẫn còn dạ, đúng rồi, thấp nhất là 150 mà cao nhất chỉ có 250.000 mà sai năm 250 cầm nó ngang. Anh Tâm sao bị tôi sợ đi tôi đó, nó hợp với tôi dài luôn. Mùng 1. Mùng 1 mới ra phim sáng đèn nha. Quá đẹp. Và song song đó là có kịch của chị Bích Trâm với anh Linh Tý luôn. Bao nhiêu cái túi này mua được? Coi tại rạp luôn nha. Rạp của anh Quốc Thảo. Cái đó con 150. Thì 20 cái. Chính nha cô chú anh chị nha. Yêu thương ủng hộ vé đi xem kịch mùa Tết này nghe.
mấy trăm ngàn. Trời ơi mừng ghê, lên được 4 lần xem thôi. Xem em nói chuyện đó. Ở đây vòng vòng anh em đây là mấy trăm ngàn rồi đó. Vậy hả? Ừ, mình qua bên kinh này. Ờ, đăng ký giùm con. Hết dơ vòng vòng cái anh em đây là mấy trăm ngàn khán giả đó. Khó lắm. Khó lắm. Mình qua bên này chút xíu đi, rồi nửa tiếng mình qua lại bên kia. Ờ, sáu ngự rồi. Cô chú, cô xem nhiều lên cô chú ơi. Qua bên đó nửa tiếng mình chết hết rồi. Bấm theo dõi cái kênh giùm con nha cô chú anh chị nha, bấm theo dõi kênh YouTube của con nha cô chú anh chị. Kênh này là kênh chính chủ nghe, đang live trực tiếp, yên tâm. Ở đây toàn là kênh chính chủ không hả? Không, đó ngoài luồng rồi. Ta đang nói dở rõ với sồn. Vậy ơi, kỳ quá. Cái vụ khoai lang là mình tính sao? Khoai lang bây giờ nói chung là ở trong đó là mỗi bịch là 3 kg. Đúng rồi. Ờ, đâu đấy ra đi mình chia đi, mình chia cho nhau đi chia nha. Đi, quên nữa trời. Đúng rồi, đúng rồi. Tao đi đứng đây, đi đứng đây. Không thì phải sẵn 3 kg rồi, bịch lấy ra là 3 kg. Thôi đây Phương giá tới. Đúng rồi, bây giờ chia. Phát Dương. Còn lại Phương giá tới. Mình phát cho cô chú ở trong Hoa Viên. Quên, quên, quên. Chương trình Tết rồi. Xong cái giờ tới khoai lang luôn rồi. Ai, cái này mấy con gì mình hay vậy? Có chương trình phát khoai lang nha cô chú ơi. Phát bạch đó, phát bạch đó. Phát cũ là phát rồi, tới mai là chưa hết đó em. Trăm mấy chục ký. Đây có ai của em hả? Của em, trước đó buông xuống đi, em phải buông xuống. Giới thiệu kênh đi chị, giới thiệu kênh mình đi. Dạ, giới thiệu kênh. Qua kênh Bỏ Hồng Loan Official hết nha. Cô chú nhà, nhà cũng là yêu. Mọi người cho em gửi lời cảm ơn đến chị Hồng Loan cái. Chị cho em gửi lời cảm ơn chị Hồng Loan với anh Hải nha. Cảm ơn chị hai, chị ba nè, rồi anh hai nè, rồi cô chú anh chị bên nước ngoài với trong nước mua ủng hộ để gửi quà khoai lang cho các anh các chị với lại Trưng Hoa Viên. Dạ, vậy là gửi cảm ơn tất cả mọi người. Đây mỗi người bịch nha, bịch 3 kg để đây nha. Vậy vậy cứ ai đứng đâu để trễ ngay dưới chân. Để trễ ngay dưới chân luôn. Rồi cảm ơn chị vô rồi, cảm ơn. Điểm danh. Ok. Phải điểm danh tên lên. Cảm ơn chị em ngon nhiều nha. Cảm ơn chị nha. Rồi dùng vô luôn. Dùng vô luôn ngoài. Cảm ơn chị. Có ai dùng điện thoại không? Ai dùng điện thoại không? Đây đây ngay chân chị luôn, ngay chân luôn. Dạ. Dạ em cảm ơn anh Hải ha. Anh Hải chị Loan, cảm ơn chị Ba Bình Tinh. Cảm ơn cô chú ở nước ngoài đã gửi tặng cho mấy anh em YouTube ở đây ha. Quá vui rồi. Quá vui rồi. Đó là để đây ha. Cảm ơn hai Vũ Linh và chị Ba Bình Tinh cho các bạn khán giả bên nước ngoài ủng hộ. Em đó nhận rồi. Nhận rồi. Ờ quý vị quá vui luôn ha. Đây. Một cái vô trong bên văn phòng cho mấy anh YouTube tin bộ cảm ơn chị. Cảm ơn em luôn ha. Giờ mình làm nước cốt dừa mình ăn nữa nghe, mình hoa em la đó nhớ không? Nước cốt dừa nữa hả chị? Bao mập. Bao mập luôn. Ăn mà khoai lang mà có nước cốt dừa là bao mập nha. Câu sau nha mà. Ôi vậy quá tuyệt vời. Cảm ơn lần nữa, cảm ơn chị Ba Bình Tinh. Rồi bà con cô bác ở nước ngoài đã hỗ trợ cho chị Hồng Loan tặng cho anh em ha. Ừ. Chủ yếu anh đi làm từ thiện. Mỗi một ngày nhìn nó kia trên xe anh một xe quần áo anh đưa cho. Nên là bây giờ nhờ anh em gỡ cho cho em. Vậy hả? Kênh, giải trí. Tức là anh muốn nhờ chị Hồng Loan nói giùm mà. Cũng nghĩ là kênh của anh bị anh Vũ Lưng đánh tự động một cái. Không phải bị đâu, kiểu như là bị tự động á. Quét, quét tự động á. Ok, để có gì em nói giùm. Chắc hai danh lộn bấm sao. Tại chị bển hát chay đây nè chị. Hát chay. Cái tin nhạc á. Máy mình quét tự động. Đó quét tự động á chị. Rất hay lên đây mà hôm anh cũng xin nên anh nói anh rất ngại với cái việc mà nên thắp hương cho cậu ấy. Nên xin lên nhà thắp hương cho cậu, anh mày hỏi và có lên nhà thắp hương có được không đấy. Dạ. Thì hôm mà đi cái gì
MV của em là bữa hôm đấy anh cũng lấy xe chở tụi anh đi xuống dưới quay đấy. Dạ rồi. Trên nhà thắp hương đấy cũng là rất là fan hâm mộ cậu. Rồi cái đó là anh yên tâm đợi chị không lo, chị nói lại là được. Nó bên nó tự động nó quét mà. Cái đó nó tự động nó quét á. Quét. Anh Nam, người ta lấy cái giúp anh cái tên kênh, anh đi cái tên kênh. Nó quên giữ hết thiệt.